Rồi. Đã chia sẻ, cảm ơn em. Chào Nga. Em nhận được đồ rồi chị. Ok, đó, thấy không? Đừng có la nha, nó từ từ nó sẽ tới, từ từ cháu nó mới nhừ nha. Từ từ cháu mới nhừ. À, cả nhà ơi, Hà có cái mã này mới này, không biết là như thế nào. Nhưng mà theo Hà được thấy ấy, là cái này nó là cái hũ kem body nha cả nhà nha. Cái này nó kích trắng body cực kỳ là thích luôn nha cả nhà nha. Cái này là cái hàng Raymond nha, mà được người Hàn người ta rất là ưa chuộng dùng nha. Raymond này á, thì mọi người biết không, nó có luôn cả là xài cho mặt luôn, nó kích trắng da mặt mình luôn nha cả nhà nha. Nhưng mà là người Hàn á, người ta nói là thật sự mà nói á nha, xài nó lên rồi á, mà có những người người ta xài body mà có nhiều người ta bạo ấy, người ta gan ấy, biết da ta khỏe đó, có thể là người ta xài cả lên trên mặt trên cổ luôn, mà mọi người biết không, nó trắng lên, mà nó trắng lên trông thấy luôn nha, nó trắng lên mà nó hiệu quả cực kỳ luôn đó cả nhà. Cái hũ kem body nha cả nhà nha, cái này nó hũ kem body của Raymond, làm trắng sáng da, dưỡng da và làm trắng sáng da nha. Chị em nào mình nào mà thích trắng da, dưỡng da nha cả nhà nha, thì cái Hà có cái hũ kem Raymond này nhá. Cái hũ kem này là 200ml nha cả nhà nhá. Để Hà coi cái giá Hà mới nói xong cái ra Hà quên lại quên nữa. Cái hũ kem Raymond này ấy, nó là $25 nha cả nhà nhá. 25 đồng một hũ kem làm trắng sáng da, dưỡng da và làm trắng sáng da cho mình luôn nha cả nhà nha. 25 oi một hũ nha cả nhà nha. Kem Raymond nha cả nhà nha. Cái dòng kem này thật sự là bên Hàn đấy, người ta xài người ta rất là trụm, và người ta xài và người ta thấy hiệu quả, và người ta xài rất là nhiều nha cả nhà nha. Cái này làm trắng sáng da nha cả nhà nha.